Hello, chào mừng mọi người trở lại với Thu Hà nè. Hôm nay thì Hà cập nhật cho mọi người một mẫu Winner V3 rất là đẹp ha. Màu này là màu xanh lục bảo á. Cái màu này thì chắc là cũng không còn lạ nếu như bạn nào mà hay theo dõi kênh của Thu Hà. Thường thường những cái mẫu Underborn Hà hay lên màu này, hoặc là những cái dòng như Exeter đó Hà cũng hay lên nữa. Còn hôm nay thì Hà lên cho mẫu Winner ha, cho nó mới lạ hơn cho mọi người. Thì cái màu này bên Hà sơn nguyên một chiếc như thế này, kể cả phần tem nè, kể cả tên xe cũng như là logo thì bên Hà sẽ sơn để đảm bảo mọi người mình lưu thông vẫn hợp là đúng xe, có tem nhãn đầy đủ ha. Và quan trọng là cà vẹt của xe khi mà ra sẽ đúng màu là xanh đen. Thì tại vì ở trên cái cà vẹt xe á mọi người, thì nhà nước người ta sẽ không có quan trọng là màu xanh gì, nên là cà vẹt sẽ là xanh đen thôi. Ví dụ mình sơn màu xanh lá cây cũng được, xanh dương cũng được, trên đó nó không có ghi, nên là mọi người yên tâm ha, nó vẫn hợp lệ cho mình di chuyển. Đối với dòng V3 này thì mọi người cũng thấy là cái phần mão xe nè, rồi phần mặt nạ trước nè, với phần xi nhan nè đã được làm lại hoàn toàn luôn, đường nét rất là đẹp, gọn gàng, tinh tế hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì xe còn được trang bị thêm cái cổng sạc nè, rồi khóa thông minh smart key nữa, rất là hiện đại cho mình ha. Cổng sạc này mình có thể sạc được tất cả các thiết bị điện tử luôn ha. Còn khóa thông minh này thì không cần phải bàn nữa, nó quá tiện lợi rồi. Thay vì dùng chìa khóa thì mình sẽ dùng remote thay thế nha mọi người. Nó rất là tiện cho mình và nó đảm bảo cái tính bảo mật, tăng cái tính bảo mật lên thôi, chứ nếu mà nói là hoàn toàn tuyệt đối thì cũng khó ha. Nếu được thì mình hãy nên trang bị thêm một cái định vị GPS nữa. Khi mua xe bên cửa hàng của Hà sẽ được tặng một cái voucher giảm 50% á. Và màu sơn 3D này thì Hà hỗ trợ bảo hành là 1 năm nha. Còn cái động cơ của xe á thì mình vẫn được bảo hành trên toàn quốc luôn, 3 năm hoặc 30.000 cây, tùy điều kiện nào tới trước nha, tại tất cả các hãng Honda ủy nhiệm luôn nè. Và hiện tại thì cái dòng Winner bên Hà thì có rất là nhiều màu như ở đây mọi người thấy đúng không? Ngoài cái màu xanh này ra, cửa hàng còn có nè, chẳng hạn như xanh ngọc nè, hoặc là màu đỏ trắng. Cái này là phiên bản 2023 mới ra nè mọi người. Cũng là V3 nhưng mà cái mẫu này thì nó mới hơn, cái mâm là vàng đồng luôn. Xe này làm tem zin nha mọi người. Cái cản phía sau là bên Hà độ lên ha. Đó, đã có gắn sẵn cho mọi người để mình tham khảo. Rồi màu titan hoặc là màu xanh GB, màu xám xi măng hoặc xanh xi măng, màu gì cũng có đầy đủ cho mình hết ha. Và quan trọng là hiện tại cái giá xe đang rất là tốt luôn á, chỉ dao động tầm khoảng từ 33 triệu cho tới 38 triệu thôi, tùy theo màu ha. Và mua gốc mình chỉ cần trả trước từ 5 triệu trở lên là sở hữu được xe rồi. Thủ tục mua gốc vô cùng đơn giản, chỉ cần căn cước công dân gốc và đủ 18 tuổi ha. Với lại á, trước khi tới mua xe, nếu mà mọi người liên hệ với Hà trước qua hotline 0937 438 101, mình sẽ được tặng thêm từ 1 triệu đến 2 triệu tiền xăng xe nữa nha mọi người. Địa chỉ cửa hàng ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Hãy liên hệ ngay với Thu Hà qua số hotline đó hoặc Zalo số đó luôn nha, để Hà gửi định vị cho mình. Hoặc là mình có thể đến ngay cổng 1 khu du lịch Đại Nam để Hà hỗ trợ đón vào miễn phí ha. Hôm nay thì chúng ta tạm biệt nhau ở đây. Rất mong sẽ gặp gỡ mọi người trong thời gian sớm nhất.